Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh của anh chị Hoan Đức Chiến. Ngày hôm nay anh chị thế nào ạ? Ngày hôm nay của anh chị thế nào ạ? Hoan anh chắc hẳn rằng là ngày hôm nay thì rất nhiều anh chị mua đúng không ạ? Nhưng mà cũng thật sự thì hôm nay thị trường nó diễn biến rất là hay. Đấy. Tại sao mà giá cổ phiếu tăng rất là mạnh đúng không ạ? Anh chị nhìn này, tại sao giá cổ phiếu dòng phân bón giá là nó tăng trần luôn đúng không ạ? Giá cổ phiếu tăng rất mạnh nhưng vốn thấp. Đó. Tại sao lại như thế anh chị? Và trong cái tình huống mà giá cổ phiếu nó tăng mạnh như này mà vốn thấp như này thì anh chị nghĩ rằng là tại sao lại như thế, và anh chị sẽ mua hay là bán cổ phiếu đúng không ạ? Thì đối với quan điểm của ông anh ngày hôm nay, ông anh đu rất nhiều cổ phiếu, thật sự là như vậy. Đây, đối với ông anh ấy thì gọi là ông anh ổn định hết vị thế rồi đúng không ạ? Anh chị nào theo dõi video của anh thì biết là ông anh ổn định hết vị thế rồi. Bây giờ chỉ là những vị thế lướt lát. Đây, những cái vị thế của anh lướt, ngày hôm nay ông anh mua rất nhiều PC1 này. PC1 thì mua từ hai hôm trước. Đấy, hôm nay hàng vừa về xong thì nó lại đây này, còn chỉ có được có 4% thôi. Đấy, anh chị ạ, thấy đu đỉnh ạ. HDC này hôm nay cũng mới mua này, TNH, BSW. Chắc hẳn rằng là anh chị nhìn hai cái con này thấy lạ đúng không ạ? TNH nó là của bệnh viện Thái Nguyên và PSW. Thật sự ông anh đu rất là ít thôi. Đấy, PSW anh chị biết là hôm nay ông anh đã để ý nó rồi. Con PSW này ông anh đã để ý nó rất là lâu. Đấy, tưởng rằng là hôm nay nó phải từ dưới nó đi lên này. Đấy, nó từ dưới đi lên nhẹ, mà hôm nay dòng phân bón nó nhanh quá anh chị ạ. Đây, con này là bước vào nhịp 2 anh chị nhá. Đây, bước vào nhịp chạy thứ hai này, ông anh nghĩ rằng là nó sẽ rất điên. Đấy. Đấy. Và ông anh hôm nay có mua, ông anh đu trần luôn. Đấy. Dân chơi anh chị ạ, đu trần luôn. Tầm này ấy, thì thật sự là để ông anh có chia sẻ với anh chị, tầm này không sợ. Quan trọng là mình có cắt lỗ được hay không thôi. Nếu mình cắt lỗ được, mình quản trị được cái quy mô vốn khi mà thị trường rủi ro thì mình không sợ, mình cứ đu thôi. Đấy. Và hôm nay ông anh đu trần luôn anh chị ạ. Tưởng là nó giảm. Tưởng là nó giảm xuống đây để mình mua thêm, mà cùng nó không giảm, nó trần luôn. Đấy. TNH hôm nay ông anh cũng đu. Đấy. Con này thì cũng rất là đặc biệt anh chị nhá. Con này thì thật sự là bây giờ là nó là một trong số, ông anh nói ra đây để không phải là bảo anh chị là anh chị mua nhá, mà là ông anh nói ra để anh chị hiểu là nó là một trong số những cái cổ phiếu bây giờ nó ít, nó đang ở nền dưới. Anh chị nhìn thấy nó đang ở nền dưới không ạ? Đấy, thì nó sẽ đánh lên. Đấy. Và nếu mà nó lên được cái vùng đỉnh này là cũng là ok, cũng được 10%. Đấy. Đấy. Còn thật sự thì đây, hôm nay trong room này, chào cả nhà. Này, nay VN Index tiếp tục test lại đỉnh cũ, mọi người có thể đảo cổ hoặc mua mới các cổ được này. Mọi người cần hiểu rằng nếu đảm bảo được quy tắc cắt lỗ và giảm quy mô vốn khi thị trường rủi ro thì kể cả có mua đúng đỉnh cũng sợ. Kể cả đúng đỉnh, đúng không ạ? Nhiều người tán ra bại sản chỉ mất nhà mất cửa vì trung bình giá hay là gồng lỗ thôi, đúng không ạ? Đây, như át hôm trước mua đúng cái nhịp rũ 55 điểm, tức là mua trước hôm đấy một hôm. Đấy. Novaland mua trước đấy thị trường về âm 11% thì là nó hồi lên khoảng tầm 9%, âm 9% thì ông anh cắt. Đấy ạ. Không sợ cái đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là mình có xử lý được tình huống. Đây, các cổ hôm nay có thể chú ý hôm nay này. Thủy sản ANV, IDI, Semic thì những cái con cổ phiếu thủy sản hôm nay nó bò dần lên đúng không ạ? Ngày hôm nay thì những con cổ phiếu thủy sản nó bò dần lên. PC1 hôm nay trần này, đấy. Anh chị nhìn này, vốt này, này. Vốt này, đấy. Hùng Anh nói đối với vốt này, 9:40. Con vốt này đã để ý từ hôm trước đúng không ạ? Trong cái list hôm trước 9:40 nó nếu mà ai mua từ hôm trước thì hôm nay ăn được 5%, còn nếu mà mua từ hôm nay thì cũng ăn được. Đấy, ăn cũng ăn được khoảng tầm con này đóng phiên là bao nhiêu? Con này đóng phiên là 1,6%. 1,6% đóng phiên thì cũng ăn được khoảng tầm 4%. Đấy. Anh chị ạ, mình nên để ý con HAH này ai bắt được cũng ok. Đấy. Ngô anh để ý con vốt. Đấy. À, và tiếp tục thị trường này rất nhiều cổ đúng không ạ? Cái quan trọng là nếu mà anh chị nhảy nhót đúng cái thời điểm này anh chị sẽ kiếm được. Đấy. Còn nếu mà vị thế là ngồi nằm im, anh chị không nhảy nhót được thì có vị thế thì cứ nằm im. Đấy. Quan trọng là nếu mà hàng về mà lỗ là phải cắt được. Đấy, thế thôi. Ngô anh chỉ muốn chia sẻ, còn thị trường này vẫn mua thoải mái. Lát vượt đỉnh luôn này, dòng phân này, đấy, các cổ
dòng phân bón tăng mạnh rồi thì thôi, để các cổ bất động sản đang chỉnh HDCCL này, VPG test lại đỉnh cũ này. Cái con VPG này anh chị nhá, để ý nó, anh chị nhìn nó test lại công nào đóng đẹp không? Con này nếu mà kéo nó sẽ rất là điên đấy anh chị ạ. Nếu mà nó kéo nhá, xác định nó kéo nó sẽ rất điên nhá, thì con này chúng ta hãy để ý con này nhá. Đấy, nó rất đẹp đấy ạ. Hôm nay hai hôm là dòng thép kéo đúng không ạ? Hoa sen này anh chị nhìn này, hoa sen kéo hôm nay kéo thì VPG đứng yên. Đấy, anh chị thấy không ạ? Con này chắc chắn sẽ kéo đấy. À, bot này, đấy, hôm nay này. Đấy. ETC vượt đỉnh thì mọi người lấy KBC này đấy. Khi mà Hùng Anh nhìn thấy ETC cái tầm lúc nó 3% thì cái con KBC này lúc đấy nó có 0,7% anh chị ạ. 0,7% nếu mà anh chị lấy luôn ở trong phiên thì hôm nay lại cũng được 3%. Đấy. Anh chị nhìn này. Để ý 9:51 KBC lúc 9:51 được bao nhiêu? Đây, 9:51 đây. 9:51 nó còn chưa được 0,7% ấy, vì đây là giá đóng cửa anh chị nhìn này. Đây này. Nó còn đang tham chiếu ấy, nó còn đang đỏ nhẹ ấy. Đấy. 9:51 anh chị thấy không ạ? Thì ăn được luôn gần 4% trong phiên. Đấy. Tức là sao ạ? Tức là ông anh nói là để cổ rất nhiều cổ mua được, nhưng mà chúng ta có biết hay không? Khi mà chúng ta nhìn thấy SSC kéo thì chúng ta phải nhìn ngay đến EDC này, đúng không ạ? Gách này, gách hôm nay ông anh cũng bảo anh em là ai thích thì lấy, ai chưa có gọi là ai chưa có vị thế, tức là họ đảo cổ thích đảo thì lấy này. Để ý gách này, đấy. Gách 10:17 gách tăng được có bao nhiêu? 10:17 đây ạ, 10:17 đấy ạ, thì gách đóng cửa đây mới tăng có 2%, đúng không ạ? Tăng 2% thì đóng phiên nó được, hôm nay nó đóng phiên cao nhất phiên rất đẹp đúng không ạ, thì được cũng được khoảng tầm 2,5%. Đấy anh chị ạ, rất nhiều, nói chung là hôm nay rất nhiều cổ mua được thôi. Đấy, vốt gần trần này, HDC tiền vào, PC1 chạy này. Đấy, khi mà cuối giờ thì thấy là Hùng Anh thấy rằng là các anh chị nhìn này, cái VN-Index lúc đấy nó bị đỏ. Đấy, nó bị bán xuống, anh chị biết cái này là sao? Cái này là tất cả các cổ phiếu bank là bị bán. Đấy, sau đó nó hồi lên. Còn các cái cổ phiếu midcap thì lại ổn, vẫn ổn. Đấy. Và anh chị biết là lúc mà vào ATC là bao nhiêu mã xanh và bao nhiêu mã đỏ không ạ? Là 248 mã xanh và 252 mã đỏ. Thì kết phiên là 254 mã xanh và 252 mã đỏ. Đấy. Kết phiên vẫn còn kéo mặc dù là VN-Index đỏ. Đấy. Và anh chị nhìn ngày hôm nay. Ngày hôm nay là cái cây. Cây nếu tính hôm qua là một cái phân phối đúng không ạ? Thì ngày hôm nay là một cây gọi là thật sự là để mà nói là cây giảm điểm thì không phải. Chỉ số là một cây giảm điểm. Nhưng anh chị nhìn cổ phiếu này. Ôi, cổ phiếu tăng kinh khủng khiếp. Nhìn thì đây là một cân bằng, nhìn thì đây là cổ phiếu xanh và mã cổ phiếu xanh và mã cổ phiếu đỏ nó cân bằng đúng không ạ? Nhưng bản chất là các cổ phiếu mid cap mạnh. Này, còn các cái cổ phiếu mà vớ va vẩn ấy, 252 đỏ ấy, thì toàn kiểu upcom hay là kiểu ấy thôi ạ. Anh chị nhìn này. Bất động sản hôm nay bị chỉnh. Đấy. Bất động sản công nghiệp tăng này, phân bón tăng này, đấy. Hay là dòng thép tăng đúng không ạ? Thép tăng. Đấy, thủy sản này, thép tăng này. Đấy, thép tăng này, đấy. Có mỗi hôm nay là bất động sản và một số cổ phiếu trụ nó đè giá. Đấy, anh chị nhìn này, cái cổ phiếu trụ. Hôm nay VIX và Vinhome nó đè giá, anh chị nhìn này. Tổng mức đóng góp này giảm âm 0,5 điểm. Đấy. Mà đây là âm 1,6 điểm. À. 1,6 đúng không nhỉ? Đúng rồi, âm 1,6 điểm. Âm 1,6 điểm ạ. Thì đấy, thì chứng tỏ là sao ạ? Chứng tỏ là thị trường nó cân bằng. Đấy. Nhưng cái cổ phiếu trụ nó làm cho thị trường giảm. Đấy. Thì hôm nay là một cái phiên tăng rất mạnh đúng không ạ? Mà vol thấp. Anh chị nhìn vol này, vol bé tí đúng không ạ? Đấy, vol còn thấp hơn hôm qua. Là một cái phiên rất an toàn. Đấy. Hôm qua thì có thể anh chị có thể mua thì còn sợ, nhưng hôm nay là phiên là mua rất an toàn. Rất an toàn. Hôm anh không cần biết là ngoài kia nó như thế nào cả.
quan trọng là mình quản trị được rủi ro đấy. Thì mình vẫn cứ mua bình thường đấy. Mua trong cái giai đoạn này, nếu anh chị biết quản trị rủi ro là nó còn an toàn đấy anh chị, đúng không ạ? Đây, PC1 về lại 4% không bán, lúc mà nó trần Hùng Anh cũng không bán đấy. Hùng Anh xem là sang tuần sau nó sẽ phản ứng như nào. PSW đu gần trần luôn đấy. HDC với TNH, thật sự HDC thì nếu mà mình lấy được ở giá 37.4, thật sự ngày hôm nay thì cũng muốn lấy HDC mà lấy hơi muộn đấy. Nếu mà tầm sáng ra thì Hùng Anh bảo là đây, sáng ra thì bảo này, lấy HDC này, đây HDC này, mọi người chú ý HDC này. Nếu mà sáng ra mà lấy HDC thì cũng không bị âm đâu. Đấy. Đấy, ai lấy thì lấy thôi, còn Hùng Anh có tiền mà Hùng Anh mới đua. Tức là trong thị trường bây giờ nó đã thị trường đang như này thì Hùng Anh thấy tiền vào Hùng Anh mới đua anh chị ạ. Chứ Hùng Anh không mua cổ đứng chờ sẵn. Đấy. Đấy. Thì ngày hôm nay thì thật sự là thị trường là một cái pha tăng điểm. Chỉ số có thể không tăng nhưng các cổ phiếu, anh chị nào cầm mít cáp, đặc biệt là dòng cổ phiếu thép, đúng không ạ? Đặc biệt là anh chị nào có DPM, DCM, DDV thì xin chúc mừng anh chị. Đấy. Ngày hôm nay cổ phiếu Đức Giang vẫn tiếp tục tăng. Đấy. Các cái con cổ phiếu của dòng phân bón như là đây, những cái con cổ phiếu trước giờ nhắc tên, đúng không ạ? PMB này nó cũng tăng trần này. PCE 9.4% anh chị này. SFG tăng này, 7% này. PSW 10% này. BFC LAT mở cửa. Là tin tức là gì ạ? Tin tức là Trung Quốc cấm xuất khẩu phân bón, tạm ngưng, bảo các cái nhà sản xuất lớn của Trung Quốc là tạm ngưng xuất khẩu phân ure. Đấy, thế là giá tăng kinh khủng anh chị ạ, tăng kinh khủng khiếp. Mà cái tin này là tin chưa chính thức anh chị nhá. Thấy nhưng mà đã được đăng báo ở trên Việt Nam rồi. Đấy, thì hôm nay cũng là một, thật ra tin ra thì là nó chỉ là một cái hỗ trợ cho hành động giá, đúng không ạ? Bản tin buổi trưa đấy, nó mới ra được. Đấy, thì ngày hôm nay thì nói chung là một cái phiên mua an toàn. Và Hùng Anh đấy, Hùng Anh có sợ đâu anh chị. Ở trên thế này, những cái vị thế Hùng Anh mua thế này này là rất là an toàn, đúng không ạ? Chỉ còn tầm này là chỉ có đu. Tầm này anh chị nào mà muốn đu đấy thì có thể về room của Hùng Anh đấy. Vẫn có những cổ phiếu mà anh chị mua, tức là tầm này anh chị phải hiểu nhé, là kể cả anh chị có đánh thì cũng chỉ đánh T cộng. Ví dụ như con PC1 Hùng Anh mua lãi 4, lãi 5%, nhưng là Hùng Anh là đánh T cộng, anh chị hiểu không? Tức là đánh T cộng đây không phải là hàng về là tôi bán, mà là đánh T cộng đây là nếu hàng về mà tôi thấy còn khả năng nó tăng tiếp thì tôi bán, còn nếu mà nó giảm đến cái ngưỡng mà gần hòa vốn là tôi cắt. Đấy, nó là kiểu đấy anh chị ạ, chứ không phải là ôi ôi hàng đánh T, đã xác định đánh T cộng hàng về còn lãi ôm đến chết, không, cái đấy là chết dở anh chị nhá. Xác định bây giờ là cổ phiếu hàng về có lãi, có thể bán hoặc có thể là giữ thêm nếu nó có khả năng tăng tiếp. Còn nếu hàng về mà lỗ là xác định là phải cắt anh chị nhá. Trong cái thị trường này ấy, thật sự là mua cổ phiếu lỗ thì cũng khó đấy. Chắc là chỉ có mỗi Hùng Anh mua lỗ, Hùng Anh mua HDC lỗ anh chị ạ. Lỗ 1.7% luôn, kinh khủng. Đấy, thì ngày hôm nay là những cái cổ phiếu của dòng bất động sản cũng công nghiệp cũng tăng rất mạnh, đúng không ạ? Đấy. Rồi nói chung là tầm này thì cứ cầm cổ phiếu, nếu mà anh chị không giỏi nhảy nhót thì cứ cầm cổ phiếu là tăng. Đấy. Như Hùng Anh bán con TSC này. Đấy. Bán TSC này. Xong rồi hôm nay Hùng Anh nhảy sang BSW. Đấy. Xong rồi nhảy sang TNH. Những cái con cổ phiếu mà nó chưa tăng ạ. Đấy. Hùng Anh đặt cược là những con, một là những con cổ phiếu đang tiệm cận đỉnh. Như Hùng Anh đã chia sẻ trong video trước, đúng không ạ? Một là những con cổ phiếu đang tiệm cận đỉnh. Là những con như nào ạ? Là PC1 Hùng Anh đu luôn, đúng không ạ? Đây Hùng Anh đu cây này này. Cây này luôn. Thì hôm nay hàng về vừa mới về xong. Đấy. Hai là những con cổ phiếu đang ở dưới đáy, TNH, những con này là đang ở dưới đáy này anh chị này, đúng không ạ? Những con cổ phiếu đang ở trên đỉnh của nó đu luôn, đúng không ạ? HTC đấy, nếu mà tính ra hôm nay là 4 cổ phiếu mà anh mua nhé thì là Hùng Anh chỉ mua một con ở dưới. Tại bây giờ kiếm được cái con nào nó ở dưới ấy, khó lắm anh chị ạ. Giờ chỉ toàn những con ở tiệm cận đỉnh và chờ nó vượt đỉnh. Thì chờ, một là chờ nó vượt đỉnh thì anh chị có thể chốt. Nếu anh chị đánh ngắn thì anh chị nhảy sang cổ phiếu này, nhảy sang cổ phiếu khác. Đấy, thì như thế là kiếm lợi nhuận rất tốt. Nhưng cũng phải biết điểm dừng, nếu điểm cắt lỗ, nếu mà cổ phiếu về lỗ hoặc là giả sử ra nhảy, nếu mà nguy hiểm là thị trường nó sập. Đấy, thì phải biết là kể cả có âm 10%, âm 12% cũng phải cắt. Nếu mà anh chị đồng ý với cái bài toán đó, đấy, thì ok, chơi thôi, đúng không ạ? Còn nếu không thì bây giờ cứ ngồi im một chỗ, đúng không ạ?
Và ông anh cho rằng ấy, cái nhịp này nó còn phải kéo lên đây, nó còn phải lằng nhằng ở đây nữa. Đấy, nó lằng nhằng lên xong rồi nó mới kéo. Thì có thể là sẽ vài cây phân phối nữa anh chị ạ. Đấy, đến cây phân phối, vài cây phân phối nữa thì chúng ta mới mới để xem xét. Còn hiện tại ở cái vùng này Hùng Anh cho rằng chưa chết được. Hùng Anh cho rằng là chưa chết được. Còn nếu mà chết thì bán, đúng không ạ? Nếu mà cổ phiếu có những hành động xấu trong cái thời điểm như thế này thì chúng ta bán. Đấy. Điểm qua một số các cổ phiếu anh chị nhìn. Điểm qua dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng hôm nay đỏ điểm hết. Chỉ có cuối phiên chỉ có HD Bank, OCB với VB Bank nó kéo lên. Thì dòng ngân hàng khi mà cái nhịp này là nó giảm. Đấy, nó tạo sự hoảng loạn của thị trường, xong cuối cùng lại kéo lên. Đấy. Chúng ta phải biết là lúc nào là chúng ta cần bán cổ phiếu ra, lúc nào là chúng ta giữ được cổ phiếu hoặc có thể mua thêm cổ phiếu anh chị nhá. Còn nếu mà nó cứ bị rũ, bị mà hoảng loạn ấy, thì sẽ không thể nào mà giữ được cổ phiếu đâu. Đấy, đấy để ông anh nói là để đây, nói chung là người thật việc thật ông anh chia sẻ nữa. Mua cổ nào là ông anh cũng có post. Ông anh post lên, đây là tài khoản ông anh đánh luôn. Chứ không phải là thật sự ông anh là nhà đầu tư thôi. Đấy. Thì mua cổ phiếu nào báo anh em, thậm chí còn mua còn chậm hơn cả anh em vì báo xong và tính của anh là anh chờ tiền vào. Đấy, anh em nào có thể mua trước có thể lãi hoặc là hòa nhưng anh chờ tiền vào. Đấy, thì anh mới mua. Thì ngày hôm nay thì những cái cổ phân bón tăng rất tốt này. Đấy, bán lẻ cũng tăng rất tốt. Đấy, thì có thể là sẵn cuối tuần này nói chung là nó cứ vui vẻ thôi. Anh chị nhìn sơ qua nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua một số cái tình hình của thị trường thế giới xem nó như thế nào. Tình hình thị trường thế giới này. US 30 này, Dow Jones này vẫn đi ngang đúng không ạ? Nó vẫn là những cây giảm điểm nhưng cây giảm điểm nó chỉ là đi ngang thôi. À, nó chưa thủng gì cả. Hang Seng, cổ phiếu Hang Seng chúng ta cần chú ý. À, bắt đầu nó giảm này. Nó giảm khá là mạnh, nhìn nó giảm khá mạnh đúng không ạ? Nhưng mà anh cho rằng vẫn ổn. Để xem có ổn không? Thì anh chị đọc là thấy cổ phiếu của Trung Quốc Evergrande hồi phục 60% thị giá đúng không ạ? Đấy, kiểu đấy thì thật sự là đấy, nó chỉ là tin tức thôi. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ để xem cái biểu đồ nó vận động như nào. Đấy, không anh cho vẫn ổn. Đấy, Nikkei thì bắt đầu có cái tin là Nhật Bản ra cái tin tức là có thể là thắt không nới lỏng cái chính sách tiền tệ nữa. Đấy, của chỉ số Nikkei quay đầu giảm. Đấy, Nifty vẫn khỏe. Nhưng mà nó vẫn đang ở trong sideways nhé, nó chưa vượt lên nhé, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ xem của Đức này. Đấy, vẫn như thế, CAC, Pháp này, Bỉ này. Đấy, đúng không ạ? Đấy, Hàn Quốc cũng sideways. Đấy, thì Hùng Anh cho rằng là VN Index còn một nhịp nữa, còn một nhịp chạy cuối cùng nữa trước khi mà nó tạo vào sideways lớn. Anh chị nhìn này, VN Index đã tăng này. Đấy, có thể nếu Hùng Anh cho rằng là nó còn tăng đến đây, còn nếu mà sai thì nó sẽ giảm luôn ở đây thì thôi. Lúc đấy thì chúng ta bán cổ thôi đúng không ạ? Có cái gì đâu, đúng không ạ? Đấy, quan trọng là chúng ta quản trị được rủi ro. Chỉ cần nhớ được một cái câu là quản trị được rủi ro trên thị trường. Hàng về mà sai, kể cả 7%, kể cả âm 10% cắt lỗ là không sợ. Nhưng mà trường hợp đấy khó. Nếu mà chúng ta biết chúng ta đang làm gì, chúng ta không sợ. À, cho nên là cứ thoải mái anh chị ạ. Thị trường này nếu mà nhảy đúng thì kiếm được rất nhiều tiền. Còn nếu nhảy sai thì cũng không mất nhiều đâu. Đấy. Nhưng mà nhảy mà đúng đỉnh thì cũng buốt đấy. Nhưng mà thật sự là lúc mà nhảy ấy, thì nên là nhảy nhót thì nên hạn chế cái quy mô của cổ phiếu lại. Đánh cho vui thôi nhá. Đừng có đánh kiểu tấp tay nhá. Đánh kiểu dồn hết vào đánh 3-4 cổ phiếu nhảy một lúc. Nhảy từ từ, nhảy chia nhỏ tiền mình ra nhảy thôi. Hàng về nó mình sẽ có kiểu hàng về nó gối đầu anh chị đúng không ạ? Gối đầu hàng về có thể bán. Ví dụ hôm nay anh bán TSC, anh nhảy sang PSW này. Wow. Hôm nay ông anh thấy mấy cổ đẹp, tại sao lại nhảy nhiều như thế? Tại vì ông anh thấy nó chỉnh này. Đấy. Hôm nay thị trường sẽ chỉnh tiếp. Đấy. Thì sang thứ hai tuần sau nếu mà nó chỉnh thì thôi, đợi, tại vì đợi hàng về thôi. Đấy. Thì ông anh mua luôn mấy cổ. Đấy. Để sang tuần sau mà mình bán dần ra, đúng không ạ? Đấy. Là như thế anh chị nhá. Thì những cái cổ phiếu mà anh chị vẫn có thể để ý được, vẫn có thể để ý được. Xem lại danh mục. Xem nào. Thủy sản này. Những cổ phiếu mà anh chị vẫn để ANV này. Này. Nó đang bò dần lên. Anh chị đấy nhìn nó giống con gì không?
Anh chị nhìn này giống con gì không ạ? DCM nó bò dần lên này, xong nổ. Và con ANV này Hùng Anh cho rằng nó mạnh ấy. Đấy. IDI cũng đang bò dần lên đỉnh cũ rồi đấy. Nhưng cái con này là phải mua để chờ việt đỉnh, đúng không ạ? Để ăn được một cái cây 7%. Đấy. CMX đấy. Không đẹp bằng đúng không? ASM thì hôm qua ra tin xấu, xem nay cổ phiếu như nào. Đấy. Nó cũng không sao cả. Đấy. Tin xấu như đang trong thị trường một kéo, tin ra cũng chả sao. ACL nói chung là ba con. Đấy. VHC hôm nay về tham chiếu. Đấy, nó vượt đỉnh rồi, nó về tham chiếu thôi. Đấy. Thì chúng ta vẫn để ý con này, vốt hết để mua. Anh chị nào mà để ý, anh chị nào muốn mua thì có thể có để con DHC, nếu mà nó vòng cung hướng lên như này là có thể lấy được. Con này có thể nó sẽ chạy mạnh đấy. Con này có thể là nó sẽ chạy mạnh đấy. Này, vòng cung hướng lên như này. Đúng không ạ? Là anh chị có thể lấy được nhá. Đấy, con này nó từ nền này mà nó chạy thì cũng kinh đấy. Đấy, những con cổ phiếu nó gãy nền dụng này nó chạy này. Nó giống con PC1 anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy nó giống chưa? Đấy. Có thể mai lên đến đây, nếu mà mai sang tuần mà tuần sau PC1 nó lên khoảng tầm 3-4% một anh chốt. Chỉ cần thế thôi. Cứ đánh kiểu xoay vòng như thế thôi. Đấy, đánh nhảy mà. Còn vị thế của mình ấy ổn rồi thì mình cứ nằm im thế thôi. Đấy. Nằm im. À, những cái con cổ phiếu như nào nữa? Sell là sell HDC đúng không? Sell này. Anh chị nhìn sell này. À, chưa tăng đúng không ạ? Con cổ phiếu này nó sẽ, mình cho rằng là nó sẽ còn một nhịp chạy nước rút nữa. Đấy. Là chúng ta sẽ có thể ăn được một nhịp nữa. Ví dụ ở đây nó là 15 đúng không ạ? Con này nó sẽ phải chạy lên 15 16. Nó sẽ chạy lên 30 32 đúng cái bằng đỉnh này. Đấy, đúng bằng đỉnh này. Thì chúng ta sẽ còn khoảng tầm dư địa là khoảng tầm 18% nữa, tức là hai cây trần. Đấy. Thế thôi, tầm này đánh thế thôi chứ còn gì nữa. Tầm này đánh cứ phải cẩn thận anh chị ạ. Có lãi là chốt nhá. Đấy. Thì HDC này, Hùng Anh cho rằng là những cái con cổ phiếu này thì nó có thể lên được đỉnh cũ, tạm thời là cái đỉnh cũ này. Đấy. Và dư địa của HDC thì còn nhiều hơn cả SEL. Xem nào. Tầm này là ít nhất nha anh chị nhá. Ít nhất là này, không nó phải lên được 50. Đấy. Không phải lên 50 nếu mà nó điên. Nhưng mà thường nhịp 2 nó chạy sẽ điên ấy. Nhịp nước rút chắc là phải điên hơn nhịp đầu chứ đúng không ạ? Đấy. Thì là rất là nhiều dư địa, rất nhiều. Chúng ta sẽ xem tiếp xem nào. À đúng không? Ok, vốt VSC, VSC. VSC này tăng. Đấy. Những con cổ phiếu này anh chị này, VSC anh chị vẫn có thể lấy được nhé. VSC vẫn có thể lấy được nhé. Đấy. Hay là xem nào. VSC, những cái con cổ phiếu này chưa, ngày hôm nay lấy được thì tốt. Những con cổ phiếu này nó chưa vượt đỉnh. Đấy. Và tiền anh chị nhìn tiền nó đang vào. Đấy. Nó chứng lại vài phiên. Nó chứng lại vài phiên đấy anh chị có thể lấy được nhé. Đấy. Tầm này mà đánh thì đánh nước tới cộng thôi ạ. Đấy. Vốt. Đấy. Anh chị vẫn có thể để ý được nó nhé. Đấy. Nó sẽ vượt đỉnh đấy. Nếu mà nó vượt đỉnh nó sẽ rất mạnh anh chị nhá. Đừng chê những con cổ phiếu đi từ dưới lên. Đấy, bài học kinh nghiệm giống đích này. Đừng chê những con cổ phiếu lên 255 này. Đấy, nó chạy này. Đấy, đúng không ạ? Hay là HDC đúng không ạ? Hay là PC1. Đấy. Những con cổ phiếu mà mua đúng thì lợi nhuận rất là kinh khủng đúng không ạ? Ông nào mà bắt được cái đoạn này. Đấy, ngoảnh nói lại tiếp, thật sự. Nói tiếp. Đúng không? 18%. FTS. Ui giời. Ôi. Còn FTS này hôm nay nó còn tăng. Hôm nay nó còn tăng. Kinh khủng khiếp. Hôm nay à, dòng chứng khoán nhỏ, Hùng Anh cho rằng nếu sang tuần mà dòng chứng khoán chạy, anh chị hãy để ý những con cổ phiếu như này. Dòng chứng khoán nhỏ anh chị nhá. Dòng chứng khoán nhỏ nếu sang tuần để ý. Đầu tiên là DSC. Anh chị thấy nó đẹp không ạ? Nó đang đi từ dưới lên này, đấy. Để ý những cái con này. Anh chị nhìn con PS ai này, con cổ phần chứng khoán dầu khí này, nó chạy này 5% này, 9% này, hôm nay lại 9% nữa. Ông nào hôm nay chốt ở đây là chuẩn luôn. Hôm nay ông anh có, ông anh lôi ra ông anh bán trần. Đấy. Đấy, ăn được những cái nhịp như này là bao nhiêu ạ? 995 là bao nhiêu? 23%. Kinh khủng khiếp. Đấy, 23% anh chị. Đấy. 23 25%. Ôi. Thế thôi, chỉ cần thế thôi đúng không ạ? Cần gì nhiều.
anh chị để DSC là một này, TCI này, con này vừa đỉnh đấy, hôm nay nó đẹp chưa, đẹp chưa đấy. TCI này tiếp tục SBS đẹp chưa, ui rồi đánh thế này đấy. Nó vừa đỉnh đang tích lũy lại, con này mà nó chạy anh chị nhìn này đấy. Nước rút của nó này, ui rồi ôi. Đấy, nó là thế đấy anh chị ạ. Sang tuần nếu mà dòng chứng khoán nhỏ mà chạy Hùng Anh lại clear danh mục những cái con cổ phiếu nó tăng mạnh, Hùng Anh về dòng chứng khoán nhỏ lại. Đấy. Và anh chị biết không ạ, khi mà VN-Index khi mà nó lên đến đỉnh ở trên này, nó chưa thể chết được đâu ạ. Nó lại có thể sẽ lình xình vài phiên nó mới chết. Đấy. Anh chị ạ, nó phải lình xình vài phiên, tức là nó phải có thời gian nó phân phối, nó mới chết. Đấy. Cho nên là mua đúng đỉnh không sợ, chỉ sợ ông nào trung bình giá hay gồng lỗ mới chết đấy. Thì trên đấy là thật sự bây giờ rất còn rất ít cổ phiếu có thể mua được. Và nếu mà anh chị mà đánh ấy, thì đánh T cộng anh chị nhá, T cộng thôi, chứ còn bây giờ vị thế nói thật là bây giờ mà cầm mà bảo mua vị thế còn tầm 1-2 tuần bán thì ông anh sợ khó lắm anh chị ạ. Thì trên đây là những cái con cổ phiếu ông anh giới thiệu đấy, ở sang tuần sau thì anh chị vẫn có thể chú ý được đấy. Thì anh chị nào thấy hay thì hãy cho anh một like, một subscribe kênh. Đấy. Anh chị nào muốn tham gia vào room của anh thì có thể liên hệ với số điện thoại 0949359998 hoặc là quét room Zalo cộng đồng nhé. Thì chúng ta có thể làm việc với nhau. Thì video của anh hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào tuần sau. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ.